Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 30 tháng 9 năm 2023 giao dịch lai rai. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Theo các anh em thương lái, lượng gạo về ít, giá gạo các loại hầu như ổn định. Giao dịch lúa thu đông lai rai, giá lúa các loại sáng nay đi ngang so với hôm qua. Giá các tham khảo từ 10 tới 15 ngày trở lại. Tại An Giang, nếp An Giang 7.100 tới 7.300, nếp Long An 7.300 tới 7.500, OM 380 7.800 tới 7.900, IR 504 7.600 tới 7.800, Nàng Hoa 7.900 tới 8.100, Đài Thơm 8 8.100 tới 8.200, OM 5451 7.900 tới 7.800, OM 18 8.000 tới 8.100, OM 4900 7.600 tới 7.900. Tại Kiên Giang, IR 504 7.600 tới 7.800, OM 380 7.800 tới 7.900, Đài Thơm 8 8.000 tới 8.100, OM 5451 7.900 tới 8.000 đồng, OM 18 7.900 tới 8.000, Nàng Hoa 7.900 tới 8.000, RVT 7.700 tới 7.900, DS 1 7.300 tới 7.400, ST 21 8.200 tới 8.400, ST 24 25 8.500 tới 8.600, OM 2517 7.800 tới 8.000 đồng, Jasmine 7.800 tới 8.100, Travonica 7.300 tới 7.400. Tại Cần Thơ và Hậu Giang, OM 380 7.800 tới 7.900, IR 504 7.600 tới 7.800, Nàng Hoa 7.900 tới 8.000 đồng, Đài Thơm 8 8.100 tới 8.200, OM 5451 7.900 tới 8.000, OM 18 7.900 tới 8.100, ST 21 8.200 tới 8.400, ST 24 25 8.400 tới 8.600, Jasmine 8.000 tới 8.300, Travonica 7.300 tới 7.400. Tại Đồng Tháp, OM 380 7.800 tới 7.900, IR 504 7.600 tới 7.800, Nàng Hoa 7.900 tới 8.000 đồng, Đài Thơm 8 8.100 tới 8.200, OM 5451 7.900 tới 8.000, OM 18 7.900 tới 8.100, OM 4900 7.600 tới 7.900, nếp An Giang 7.100 tới 7.300, nếp Long An 7.400 tới 7.500. Tại Sóc Trăng, OM 380 7.400 tới 7.600, Đài Thơm 8 7.700 tới 7.900, IR 504 7.500 tới 7.700, OM 4900 7.600 tới 7.900, OM 5451 7.700 tới 7.800, OM 18 7.700 tới 7.800, Tài Nguyên 7.600 tới 7.800, RVT 7.700 tới 7.900, VNR 20 7.600 tới 7.900, ST 21 8.000 tới 8.200, ST 24 25 8.300 tới 8.600, DS 1 7.300 tới 7.400. Tại Bạc Liêu và Cà Mau, Đài Thơm 8 7.700 tới 7.900, IR 504 7.500 tới 7.700, OM 4900 7.600 tới 7.900, OM 5451 7.600 tới 7.800, OM 18 7.700 tới 7.800, Nàng Hoa 7.800 tới 8.000 đồng, RVT 7.700 tới 7.900, ST 24 8.400 tới 8.600, ST 25 8.400 tới 8.600. Tại Long An và Tiền Giang, nếp Long An 7.300 tới 7.500, IR 504 7.600 tới 7.800, Đài Thơm 8 8.100 tới 8.200, OM 5451 7.900 tới 8.100, OM 18 7.800 tới 8.000 đồng, ST 21 8.000 tới 8.200, ST 24 25 8.200 tới 8.600, Nàng Hoa 7.900 tới 8.100, RVT 7.700 tới 7.900. Tại Vĩnh Long và Trà Vinh, IR 504 7.600 tới 7.800, Đài Thơm 8 8.100 tới 8.200, OM 5451 7.900 tới 8.100, OM 18 7.800 tới 8.000 đồng. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng lúa. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.